chào mọi người đã quay trở lại với livestream của bác sĩ Doãn Lâm. Hiện tại thì chúng tôi đang được đón tiếp một bạn khách hàng đã thực hiện dịch vụ nâng mũi, cấu trúc Perilyne, cắt mí skinny và mở góc mắt. Thì hôm nay bạn gái quay trở lại với bác sĩ Doãn Lâm để thực hiện tái khám sau 4 tháng sử dụng dịch vụ. Thì mình cùng trò chuyện với bạn khách hàng một chút nhé. Chào em, thì em bao nhiêu tuổi và đến từ đâu hả em? Dạ em là Hồng Anh này, em sinh năm 2000, em đến từ Biên Hòa. Em đến từ Biên Hòa. Thì không biết là cơ duyên nào mà em biết đến bác sĩ Doãn Lâm này? Em có vài người bạn làm bên anh Lâm thì trộm vía là rất là đẹp, ngay cả vừa làm xong là đẹp liền luôn, nên là em đi qua em đăng ký làm liền luôn, không phải hỏi gì nữa hết. Có bạn làm rồi thì nên là mình cũng thêm cái phần tin tưởng rất là nhiều, đúng không? Thì khi qua tư vấn với bác sĩ Lâm thì bác sĩ Lâm chỉ định cho em thực hiện những cái dịch vụ gì vậy em? Dạ là em mở góc mắt, cắt mí và nâng mũi ạ. Đến thời điểm này là mình đã được 4 tháng rồi nhỉ? Vâng. Thì em có thể chia sẻ lại cái quá trình mà mình làm phẫu thuật ấy, thì mình có đau nhức này hay là có khó chịu gì trong lúc phẫu thuật không em? Dạ không ạ, chỉ vài ngày đầu hơi không quen với cái việc phải dán keo thôi, chứ thật ra là không có cái gì đâu hết. Về sinh hoạt mọi thứ là em đều bình thường, vẫn đi lại bình thường. Thì rất là nhiều bạn rất lo lắng là không biết là phẫu thuật sau 1 tháng thế nào, 2 tháng và sau 3 tháng thì mũi có bị thay đổi nhiều không ấy. Thì bản thân mình là đã trải qua dịch vụ được 4 tháng rồi, thì em thấy là về nếp mí này cũng như về dáng mũi của em ấy, thì em thấy là có bị thay đổi nhiều không? Có đẹp như lúc ban đầu không em? Dạ. Mắt thì cũng em cắt mí thì mắt nó cũng to hơn, mũi thì nó sửa xong rồi nó thanh cái mặt, thanh cái mặt hơn. Bản thân em là một người thay đổi, chị thấy là xem ảnh trước của em ấy là thay đổi khá là nhiều và thay đổi rất là nhiều, đúng không? Thì không biết mọi người xung quanh ấy thì có nhận xét gì về cái diện mạo mới này của em không? Dạ thì khen rất là nhiều và hỏi rất là nhiều về chỗ làm luôn. Thì mọi người cũng có, em thấy là mọi người cũng có nhắn tin cho anh Lâm rất là nhiều. Hồi trước ấy mà lúc mà chưa làm ấy, có ai gọi là động viên em hay là có ai ngăn cản em không? Thường là ngăn cản, tại vì thấy mấy cái thẩm mỹ nó không có được như ý á. Nhưng mà em vẫn đi làm. Thì vì bây giờ mọi người cũng bớt cái ác cảm về cái thẩm mỹ rồi. Vì đặc biệt là mình làm cũng chính ra là thế, là cũng khá nhiều dịch vụ là combo mũi mí luôn. Thì mọi người cản thì cũng có cái lý do. Thứ nhất là em cũng khá là trẻ tuổi này, mà làm phát mà làm một lần là mấy dịch vụ luôn. Thì mọi người cũng lo lắng cho em là nhiều, không biết là có đẹp không hay là có rủi ro gì không. Thì đấy là cái tâm lý chung thôi. Nhưng mà thế mà lý do nào cũng là những cái động lực nào để em quyết tâm làm liền luôn như vậy? Tại em chụp hình đồ em thấy góc nào cũng chết hết, không có góc nào đẹp hết. Nên là mà công việc của em thì không có liên quan đến vấn đề thời trang hay là đẹp gì hết. Em chỉ muốn là nó đúng rồi. Thì là con gái mà ai cũng mong muốn là mình phải được xinh hơn, đẹp hơn. Bản thân mình chưa cần là trong mắt ai hết, và bản thân trong mắt mình thôi là mình lúc nào mình cũng muốn là càng ngày càng xinh hơn nữa, đúng không? Đó. Thì với cái diện mạo mới thì Hồng Anh thấy sao? Em thấy có tự tin nhiều không? Dạ có. Cuộc sống mình có gì thay đổi không em? Nó nhiều cơ hội với em hơn. Cơ hội với em ạ. Nhiều mối. Thì chị xin phép Hồng Anh nhá, là được chia sẻ cái hình ảnh trước khi phẫu thuật của mình để cho mọi người so sánh xem là Hồng Anh của ngày hôm nay đã thay đổi như thế nào nhá. Đây. Mọi người nhìn cái hình ảnh trước của bạn gái nhé. Thì đây, nếp mí của bạn này là nếp mí rất là nhỏ, không đều nhau, có góc rẻ quạt rất là rõ đó. Và khuôn mắt nó cũng hơi ngắn nữa. Đây, về mũi này thì sống mũi rất là thấp này, đầu mũi ngắn này. Đấy, không rõ cái chóp mũi đẹp đâu ạ. Ở góc nghiêng đây, bạn gái này có cái sống mũi hơi có một tình trạng gồ một chút, đầu mũi ngắn này, chưa có độ bay, tỷ lệ mũi môi cằm này rất là thấp. Góc nghiêng thì đấy, như bạn nói là không có góc nào đẹp. Có góc nào đẹp hết. Đây, nhìn từ dưới lên này. Ngàn lấy một góc okay. Chết. Đầu mũi rất là ngắn và hết ạ. Sống mũi thì siêu thấp.
Thì bạn gái của chúng tôi thì mong muốn là một cái dáng mũi được cao tây một chút, tuy nhiên là da của bạn thì không có quá nhiều. Thì bác sĩ Lâm đã cố gắng là nâng cao nhất và tối đa so với cái mức chịu đựng của da của bạn ấy. Để ngoài vấn đề là đẹp về thẩm mỹ ra thì chúng ta còn phải quan trọng nhất là an toàn nữa và bền. Đó là hai cái vấn đề mà được ưu tiên hàng đầu. Thì chúng ta cùng chiêm ngưỡng kết quả sau 4 tháng của bạn khách hàng. Rất là xinh phải không ạ? Thay đổi hoàn toàn. Bây giờ góc nghiêng của em được gọi là góc nghiêng gì ạ, Hồng Anh? Góc nghiêng thần thánh ạ? À? Có góc nó chết nữa không ạ, Hồng Anh? Luôn. Gì cũng nghiêng. Nghiêng nước, nghiêng thành luôn. Thế có nghiêng được mấy anh chưa? Rất nhiều luôn, rất nhiều đếm luôn. Hết. Đấy, những bạn gái nào mà chưa có người yêu này, đấy, những bạn gái nào mà chưa có người yêu này, hoặc là chưa có chồng, muốn thay đổi về đường tình duyên, thì hãy đến với bác sĩ Lâm Lâm. Hoặc là có thể có chồng mà chưa người yêu ấy. Rất là xinh. Hiện tại thì em có cảm thấy là khó chịu về mắt hay là mũi, mình còn có đau hay là nhức hay là có bất tiện gì không em? Dạ không, từ khi làm xong là đã không có bất tiện gì hết luôn ạ. Em cũng không bị dị ứng hay gì luôn. Chị thấy bây giờ nó rất là tự nhiên rồi, như là mũi thật và mắt thật của mình, như kiểu mình chưa có từng thẩm mỹ, trông không hề bị giả một chút nào. Xinh quá. Hôm nay chị thấy tiện em qua thăm khám và cũng đưa mẹ qua làm dịch vụ bên bác sĩ Lâm đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Hôm nay mẹ mình làm dịch vụ gì bên bác sĩ Lâm em nhỉ? Mẹ em muốn làm dịch vụ hút mỡ và tạo hình bụng. Dạ. Đấy, mẹ có con gái trải nghiệm dịch vụ bên bác sĩ Dẫn Lâm rồi, yên tâm. Lúc đầu mẹ em cũng cảm lắm á, nhưng mà em làm xong rồi thôi. Thế là bị dụ luôn đúng không? Gồm tiền lại làm luôn. Ngoài dịch vụ nâng mũi này các gì ra thì bên bác sĩ Dận Lâm còn rất là nhiều dịch vụ khác như là hút mỡ, tạo hình thành bụng và nâng ngực nữa. Tất cả những dịch vụ thẩm mỹ thì bên bác sĩ Dận Lâm đều làm rất là đẹp nhé mọi người nhé. Ai mà còn đang quan tâm đến dịch vụ thẩm mỹ như là cắt mí này, nâng mũi này, nâng ngực này, hút mỡ tạo hình thành bụng này, tất cả tật những cái dịch vụ mà liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ thì hãy liên hệ ngay và để lại ngay số điện thoại ở dưới livestream này thì chuyên viên tư vấn của chúng tôi sẽ liên hệ ngay và hỗ trợ cho mọi người cách nhanh nhất nhé.